tại cái thời điểm tháng 7 năm 2022 thì LG chuẩn bị ra mắt một loạt các cái mẫu TV mới của mình khá là chậm so với các cái hãng như của Samsung, của Sony hay của Tesla. Ba cái hãng chuyên về TV đó thì họ ra mắt rất là nhiều các mẫu mới rồi. Còn đối với của LG thì BM mới về được dòng TV 32 inch thôi. Còn các dòng TV UHD, TV OLED Evo hay là những cái dòng TV 4K màn hình LaLaurel thì chưa có hàng về. Tại thời điểm hiện tại, nếu mà các bác mua TV LG giá thành tốt mà vẫn mua được mới nguyên thì theo em đánh giá là chỉ có hai cái mẫu này. Hai cái mẫu này là các bác lên tham khảo và lựa chọn này. Đầu tiên là một mẫu TV có độ phân giải 4K UHD. Con này thì có ký hiệu là 65UB7720. Trên thị trường thì còn có cả 7750 nữa. 7720 và 7750 là tương đương. Và một mẫu có cái ký hiệu là 65LALO80TBA. Hai cái thằng này thì đều được ra mắt trong năm 2021 và vẫn đang được tiếp tục sản xuất và bán trong năm 2022. Vậy thì nó có cái giá thành ra sao và có những cái đặc điểm thông số kỹ thuật khác nhau như thế nào? Thường thì các hãng họ sẽ chia ra các phân khúc TV từ thấp cho tới trung bình và tới cao hẳn. Khi mà các bác đi mua lựa chọn thì TV với các công nghệ càng cao thì giá thành nó sẽ càng tăng lên rất là nhiều. Tuy nhiên thì để mà lựa chọn một chiếc TV nó ổn cho gia đình thì đầu tiên thì các bác sẽ phân tích xem là mình có bao nhiêu tiền, lựa chọn một chiếc TV kích cỡ màn hình bao nhiêu inch, có thiết kế cái hình dáng bên ngoài như thế nào, các công nghệ về màn hình như là có màn chiếu lượng tử hay không, độ phân giải, độ tương phản hay là cái tần số quét. Hai cái mã ngày hôm nay em quay thì sẽ có hai cái công nghệ về cái màn hình nó khác nhau một chút. Với cái thằng ở bên tay phải 65LALO80TBA thì có thêm cái màn chấm lượng tử. Còn đối với cái con 4K UHD UP7720 hay là 7750 thì nó đơn thuần là chỉ là tấm màn LCD và có hỗ trợ độ phân giải 4K thôi. Với một chiếc TV có cái công nghệ LALOCELL hay còn gọi là chấm lượng tử, đấy, hiển thị 100% giải màu thì các cái màu sắc, độ sâu, độ tương phản thể hiện trên màn của 65LALO80 nó sẽ đẹp hơn so với cả 65UB7720. Đấy, các bác nhìn cái màu xanh cũng như là cái màu lá cây thực vật nó thể hiện ở trên màn của LALO 80 thì cái độ sáng nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cả thằng 65UP7720. Đấy, các bác nhìn này, có thêm công nghệ LALOCELL. Còn cái thằng này nó chỉ đơn thuần là UHD TV thôi. Giá thành của hai thằng thì đang chênh nhau khá là lớn, nó khoảng chênh nhau khoảng tầm gần 4 triệu, khoảng 3.800.000. Với 3.800.000 này thì hai thằng này thì về cơ bản thì nó chỉ khác nhau về cái công nghệ màn chiếu lượng tử. Còn về thiết kế hình dáng bên ngoài thì không có chênh lệch quá nhiều. UB7720 và 65LALO80 cùng có thiết kế viền mỏng. Đây các bác nhìn này, phải là LALOCELL 80, trái là UB7720 thì viền cũng là đều viền mỏng. Chân đế thì cùng là chân đế chữ V chống hai đầu theo kiểu truyền thống. Có cái khác là chân đế của 65LALO80 là chân đế kim loại. Đấy, màu đen. Còn đối với chân của UB7720 là chân nhựa cũng chống hai đầu. Hai thằng này thì sẽ phù hợp cho các bác có cái bề mặt kệ để TV là kệ dài. Đấy, còn các bác mà kệ ngắn thì sẽ không để được cái chân đế như vậy. 65LALO80 ngoài công nghệ màn hình chiếu lượng tử thì còn có cái khác biệt hơn một chút so với cái thằng 65UB7720. Đó chính là cái phân khúc TV về cái chỉ số hình ảnh và cái độ sáng. Đấy, độ sáng của 65LALO80 thì nó sẽ sáng hơn so với cả cái độ sáng của 65UB7720. Đấy, các bạn nhìn cái công suất này, với những chiếc TV mà có độ sáng cao, độ sáng của hình kệ ảnh cao nó sẽ nó liên quan rất là nhiều đến cái độ sắc nét. 200W này, 65LALO80TBA xuất xứ Indonesia này. Còn đối với cái thằng 65UB7720 thì con này nó chỉ là 185W thôi. Màn hình thì nó sẽ không được sáng nên là cái công suất nó sẽ không có nhiều. Nó thua khoảng 15W, chênh nhau khoảng tầm 10-20%. Thì cái việc mà các bác lựa chọn một chiếc TV có độ sáng cao thì sẽ cho cái trải nghiệm, cái độ tương phản nó sẽ tốt hơn so với cái dòng TV so với cả cái dòng TV mà có cái chỉ số hình ảnh và độ sáng thấp. Hai cái mẫu này thì đều chạy hệ điều hành OS 6.0. Hệ điều hành khác hẳn so với các cái mẫu TV của 2020, 2019. Năm 2021 thì
LG ra mắt cái thế hệ điều hành WebOS 6.0 này, nó show toàn bộ các ứng dụng ra màn hình trang chủ, đề xuất các chương trình mọi người hay dùng, hay xem, hay trải nghiệm thì những cái gì hàng ngày thì nó sẽ đề xuất ra cái màn hình chính, và đi kèm vẫn là một cái điều khiển thông minh Magic Remote, điều khiển với thiết kế công thái học, sử dụng đơn giản và mượt mà. Mã hàng này thì đều có các công nghệ kết hợp với các điện thoại bên ngoài như trình chiếu từ màn hình iPhone, điện thoại Android, điện thoại Samsung, điện thoại LG lên trên TV của 65UB7720 và 65Lalo80, không cần phải cắm dây. Các bác cũng có thể là thực hiện trình chiếu màn hình từ laptop hay máy tính để bàn lên hai cái thằng này thì cũng đơn giản tương tự như trên điện thoại thông minh vậy. Đấy, thì cái việc đó sẽ phục vụ cho nhu cầu mọi người dùng TV làm màn hình giải trí hay là hội họp hoặc là học tập. Đấy, đơn giản mượt mà. Cái lối không dây này thì chỉ 1-2 năm trở lại đây thì mới phổ biến, còn ngày xưa thì muốn sử dụng cắm laptop vào để cắm dây HDMI thì rất là vất vả. Hai mã hàng có giá thành sau khi trừ hết quà thì 65UB7720, trừ hết quà thì con này đang về còn khoảng là 17 triệu 400, còn khoảng 16 triệu 970 nghìn, và 65 Lalo 80 sau khi trừ hết quà thì con này còn khoảng là 19 triệu, nó rơi vào tầm 19 triệu 9, 19 triệu 8. 21 triệu 2 trừ đi 1 triệu 500, 21.2 trừ 1 triệu 5 thì nó còn khoảng là 19 triệu 750 nghìn. Màn nanocell màu sắc vô cùng thuần khiết, trong hiển thị các sắc màu vô cùng rực rỡ, tươi sáng. Độ sáng ở trên màn của Lalo 80 nó sẽ đẹp hơn so với cả độ sáng ở trên 65UB7720. Hai cái mẫu này thì các bác có thể là tham khảo trực tiếp tại siêu thị điện máy Ecomart, hoặc là truy cập website ecomart.vn, hay là các bác gọi về hotline 0974 178586 để được hỗ trợ và tư vấn mua hàng. Cảm ơn các bác.